tập trước trong phần series về siêu nhân Điện Long đã đem đến phiên bản siêu độc Kyogyojin hần hú khủng long điện máy với tâm là Gabutira. Chỉ cần thay đổi kết cấu của hai hần hú khác là tạo ra được một dạng chiến đấu mang đậm tính chất võ thuật Kyogyojin Kung Fu. Ladies and gentlemen, welcome to Hobby Horse. Ẩn mình ở hát Manetaki của vùng Trung Hoa xa xôi, bên cạnh dãy núi sâu hăm hẩm, có một hoa viên yên tĩnh là nơi ngự trị của Bunbachi, một con khủng long đầu búa mái với sức mạnh cứng cáp và chắc chắn từ phần dày cộm trên đỉnh đầu, và là phần cầu gai Iron Sports Grey Phoenix mà nó giải phóng ra. Trước khi được triệu hồi, vẫn chăm chỉ luyện tập ở hang đá nằm tận sâu trong lòng đất. Aikidon, khủng long hợp nhất với cái đuôi búa của mình, đã biến hành chế độ chiến đấu với hần búa Aikidon. Và với sức mạnh giải phóng năng lượng như một cây búa linh hồn Spirit Hammer, thay thế cho Stegochi và Dikera như hai cỗ máy ban đầu, Aikidon và Bunbachi đã tạo ra hai vũ khí sát thương vật lý cao như Aikidon Hammer và Bunbachi Spawn. Nhanh nhẹn, mạnh mẽ là những nguồn năng lượng dũng cảm được bổ sung thêm vào. Dựa vào sức mạnh bổ sung từ chiếc búa tăng cường lực và tốc độ cho Bunbachi Spawn bắn vào mục tiêu tạo thành đòn kết liễu phiến địch của cỗ máy chiến đấu. Kyogyojin Kung Fu hần hú điện long võ thuật.